Dạ vâng, Ly Chung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Ly Chung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Ly Chung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó, thì ngày hôm nay Ly Chung lại tiếp tục đưa cả nhà mình đến một cái căn nhà hoang nữa ha cả nhà. Thì ngày hôm nay Ly Chung đưa cả nhà mình đến căn nhà hoang này thì cũng vẫn như là những cái video trước thôi. Ly Chung đưa cả nhà mình quay trở lại đây là để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ, cúng kiến cho họ dùng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa cho họ đi về chùa để giúp họ được tu hiền, tu lành để sớm ngày có thể được đầu thai chuyển kiếp, làm lại một cái kiếp người mới, không còn đau khổ, không còn vất vả và không còn lo lắng nhiều về những cái sự vật sự việc ở trên cái cõi ta bà này nữa ha cả nhà. Thì cả nhà ơi, như cả nhà mình có xem video của Ly Chung thì cả nhà mình cũng thấy ha, thì dạo gần đây thì chắc có lẽ là vì công việc rồi vì bão táp mưa giông đồ quá nhiều, cho nên là bà con cô chú anh chị cũng lo nhiều công việc rồi là tu sửa lại những cái công việc của mình, cho nên nó là cũng ít xem video mà Ly Chung chia sẻ lên, cũng như là ít xem những cái câu chuyện tâm linh mà Ly Chung tìm kiếm được để chia sẻ cho cả nhà mình xem, cho nên là cái lượng view nó cũng khá là thấp. Với lại thì cũng do một phần nữa là do kênh của Ly Chung đó cả nhà, nó bị mất đề xuất, cho nên là cái lượng view nó cũng khá là thấp. Thì sẵn ở trên cái clip này đó thì Ly Chung cũng kính mong cả nhà hoan hỷ tặng cho Ly Chung xin một cái lượt like để cho cái video nó có cái lượng tương tác cũng như là có sự cái độ uy tín đó cả nhà, để bên chỗ YouTube nó đề xuất nhiều, nó cho hiển thị nhiều để mà có nhiều lượt xem hơn, để giúp cho Ly Chung có thêm chút đỉnh kinh phí để hoạt động đó cả nhà. Dạ thì Ly Chung cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, và một điều thứ hai nữa thì Ly Chung cũng muốn thông báo đến cả nhà luôn, thì như cả nhà mình cũng biết rồi, sắp tới đây là ngày rằm tháng 10, một cái rằm lớn trong năm của Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là một điều tín ngưỡng rất là tốt. Thì mấy ngày hôm nay thì cũng có, thứ nhất là có một vài cô chú có liên hệ với Ly Chung hỏi là trong đợt rằm tháng 10 này con có dự định là phát gạo từ thiện hay không, phát quà cho những bà con nghèo hay không. Thì sẵn đây thì con cũng xin phép nói luôn là nếu mà quý ông bà cô chú anh chị, những người đang xem kênh cũng như là những người đang đồng hành cùng với kênh đó, nếu có nhu cầu giúp đỡ cho bà con và phát một chút xíu tâm từ bi để giúp cho bà con ở những vùng quê lũ lụt rồi mưa bão có chút đỉnh thực phẩm để mà vượt qua cái cuộc sống khó khăn hiện tại, thì cả nhà có thể liên hệ với Ly Chung để Ly Chung sẽ nhận lại tấm lòng quý báu, tấm lòng từ bi của cả nhà để Ly Chung gửi lại cho bà con. Thì không phải là cần phải nhiều đâu cả nhà, thì một cô chú thì có thể là và gửi vài phần thôi cũng được. Ly Chung sẽ nhận lại tấm lòng của cả nhà để mà Ly Chung truyền lại cho bà con thôi. Đó. Và cả nhà mình có bao nhiêu thì cả nhà mình giúp đỡ bao nhiêu, chứ không bắt buộc là phải nhiều hay ít. Đó, một phần Ly Chung cũng nhận, mà 5 phần, 10 phần thì Ly Chung cũng nhận. Đó. Và sẵn cũng có một việc nữa, đó là anh bên chỗ anh Lâm thì cũng có dự định là sẽ làm luôn. Thì đợt này thì chắc có lẽ nếu cô chú anh chị có lòng phát tâm từ bi muốn phát ở trong tháng 10 này, thì Ly Chung sẽ kết hợp với anh Lâm làm một chuyến ở tại vùng quê của Ly Chung, cũng như là ở những cái vùng quê đang bị lũ lụt và mưa bão mà bà con gặp khá là nhiều khó khăn đó cả nhà. Đó. Thì tất cả những cái phần quà của cô chú đó thì khi mà gửi về thì Ly Chung sẽ ghi ra sổ sách, rồi khi mà Ly Chung đem đi đến phát cho những cô chú bà con nghèo đó, thì Ly Chung sẽ làm một cái clip và Ly Chung sẽ nêu rõ từng mạnh thường quân, từng cô chú nào đó ủng hộ bao nhiêu phần để cho bà con biết và nó rõ ràng rành mạch hơn trong cái việc mà chúng ta làm cái việc công việc từ thiện này. Dạ rồi, thì đó là đôi lời mà Ly Chung muốn gửi gắm đến cả nhà ở trong cái clip này. Đó, thì
Quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là ngày hôm nay thì Lê Trung cũng kính mời cả nhà cùng với Lê Trung chúng ta sẽ vào trong hai cái căn nhà hoang này để chúng ta tìm hiểu và khám phá xem là ngày hôm nay ở tại đây có cái vong linh nào về đây để trú ẩn hay không, để chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ cho họ nha cả nhà. Mấy ngày hôm nay thì ở khu vực của cả nhà không biết như thế nào, còn ở khu vực của Lý Trung thì mưa gió rất là nhiều luôn. Mưa thậm chí là có hôm á là mưa ngày mưa đêm luôn cả nhà. Bởi vậy thì nước nó dâng lên rất là nhiều. Như những cái clip mà Lý Trung chia sẻ đến cả nhà mình đó, thì cái cánh đồng mà nước nó lên nó ngập lúc như vậy đó thì cả nhà mình cũng biết rồi. Rất là khó khăn trong cái việc mà đi làm để mà tạo dựng cái kinh tế. Ở ngay cái chỗ đây thì Lê Trung cũng đến mấy lần rồi và bây giờ cũng đã gặp được hai vị vong linh ở tại đây. Hình như là Lê Trung đến đây 5-6 lần vậy đó. Ngày hôm nay thì khi quay trở lại đây thì Lê Trung cũng nhìn thấy trong đây, thấy nó có một cái luồng âm khí nó tích tụ lại tại đây. Không biết là ngày hôm nay ở đây có duyên được với cái vị vong nào hay không. Xin chào. Gì vậy? Hả? Sao vậy? Bị gì vậy? Không hiểu. À, là không nói chuyện được hả? Đạo Phật ơi. Rồi sao đây ta? Tôi nghe được không? Nghe được không? Nghe được mà nói không được hả? Tôi là người đi giúp vong á. Đi cúng cơm bánh rồi đi đưa cho vong đi về chùa để tu hiền tu lành á. Hiểu tôi nói không? Hiểu ý tôi nói không? À, hiểu hiểu. Rồi bây giờ nè. Tôi đến đây không có ý mạo phạm đến các vị, cũng như là không có cái ý gì xúc phạm các vị luôn, cũng như là đến đây chỉ muốn giúp thôi. Đó, thì bây giờ là tôi không biết là vong bị cái gì, nhưng mà tôi biết chắc là vong đang rất là đói đúng không? Bây giờ nói chuyện cái này khó nói quá bây giờ. Cô bị không nói được là bẩm sinh hay là bị sao này? Bây giờ nếu mà bẩm sinh thì cô gật đầu, còn nếu không phải bẩm sinh thì cô lắc đầu. Có phải bẩm sinh không? Không phải bẩm sinh hả? Vậy là cái này để đi chung nghiên cứu coi có giúp được không ta. Bây giờ để tôi thử, tôi dùng một cái bài pháp để mà tôi giúp cho cô có thể nói lại một chút xíu, được không? Được thì nếu mà chấp nhận thì gật đầu. À, rồi bây giờ nè, chắp tay lên như thế này, rồi niệm lầm thầm trong bụng là Nam Mô A Di Đà Phật đi, để tôi làm một bài pháp lên cô thử coi là cô có nói chuyện được hay không, nha. Đâu bây giờ cô thử cô nói chuyện thử cái có được chưa? Được không? Sợ lắm, tôi sợ lắm. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Từ giờ tôi đi, tôi không có nói em nữa bớt nữa. Tôi không có nhiều chuyện, tôi không có lẻo biết nữa đâu. Tôi sợ lắm rồi. Tôi bị sai cắt lưỡi bây giờ. Tôi sợ lắm. À. Tôi đừng,
Vậy là cô là quỷ địa ngục. Phải, tôi thoát khỏi địa ngục. Rồi cô bị tội nên là bị cắt lưỡi. Phải, đúng rồi. Cô lên đây lâu chưa? Tôi lên đây. Ủa, gần tháng 7 giờ rồi đó. Rồi lên đây là từ lúc lên từ lúc mà thoát ra được lên đây là ú ớ gì thôi không nói được. Rồi cô lên đây rồi có tìm được cái gì ăn không? Giờ đói dữ lắm, không có gì ăn hết á. Đói dữ lắm hả? Rồi có xuất hiện ra ngoài gặp người Dương không? Không, sợ lắm, bị tội như vậy rồi á, không có dám xuất hiện ra gặp người Dương. Bây giờ như thế này nè. Tôi là một người đi giúp vong. Tìm vong có duyên để mà cúng cơm nước bánh trái cho ăn. Đó. Thì bây giờ nếu mà cô trong thật sự mà cô đang cần tôi giúp đỡ như ví dụ như là có cần tôi ấy thì bây giờ để tôi cúng cho cô một bà một một bữa ăn trước đi ha. Một cái phần cơm với lại là một ít bánh cùng với nhang hương nước để cho cô hưởng cho cô no trước đi. Rồi tôi muốn hỏi thăm một vài cái vấn đề về cái việc mà cô bị đọa địa ngục đó. Vì sao bị đọa địa ngục? Rồi bị như thế nào? Đó, rồi trước đó mình đã làm những cái tội gì? Bị những cái tội gì mà ta là bị phải bị cắt cái lưỡi á. Được không? Còn một phần nữa là tôi á sẽ giúp cho cô bớt đau khổ, tức là tôi sẽ đưa cho cô đi về chùa để mà cô được tu. Tu ở đây là tu từ bi, tu theo giáo lý nhà Phật, tu để mà mình học được cái luật nhân quả, cách đối nhân xử thế đó. Cô hiểu ý tôi nói không? Tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi sẽ bày ra đây để cho cô dùng trước nha. Là từ bữa mà cô trốn khỏi địa ngục lên tới đây là cô không có ăn uống được gì đó hả? Rồi cô đến đây lâu, cô đến ngay chỗ cái căn nhà này lâu chưa? Mới tới 5 ngày thôi hả? Rồi, rồi trước khi tới đây là ở đâu? Sao bị đuổi? Là do cô hung hung dữ quá hay sao? Cô có cự cãi gì với nó không mà sao nó đuổi cô? Là kiểu như là những cái con quỷ đó là nó hung hăng quá rồi nó đuổi cô đi, nó không cho cô ở ha. Rồi cô chờ tôi một xíu để tôi thắp hương cái. Rồi cô trốn lên từ tầng thứ mấy đây? Tầng thứ 9 hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thọ Phần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đau khát lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi ta bà này, thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó, cho vị vong linh nữ này nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho cô ấy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Rồi đó, thì bây giờ cô dùng cho no lòng ấm dạ đi, rồi một tí vào và tôi sẽ giúp thêm cho nha. Thoát ra được cái gì, đi kiếm nhà
nhiều nhiều chỗ mà không có gì ăn hết á. Tối mà. Giờ đây nè, quá trời nhiều rồi, nhiều dữ rồi. Rồi, gắng gắng, gắng ăn lẹ, gắng ăn lẹ, đói quá, đói quá. Phải rồi, mình á đói khát, đáng lẽ phải kiếm được những đồ ăn như vậy mới đúng nè, đồ ăn này ngon quá. Sao mà ngon như vậy? Trời ơi, bữa ăn này là bữa ăn đầu tiên luôn, ngon quá. Cái gì mà đi tới chỗ nào cũng bị đuổi hết, rồi thấy đồ ăn nhào vô giật mà bị quánh, không có được ăn gì hết, đói ghê luôn, đói kinh khủng luôn. Mà khổ vậy hồi đó đừng có gieo nhân quả là được rồi. Cũng tại nguyên nhân là do mình ra không à, đối với sống đàng hoàng lương thiện là được rồi. Mừng quá à, nay ăn được một bữa rồi, quá trời mừng rồi.
Không biết ăn được bữa này là nay rồi, chừng nào được ăn nữa. Cái khổ lâu quá à. Nghĩ nghĩ để bữa nay ăn cho hết cái này mới được. Rồi ngày mai ngày mốt tính sao đi. Ăn được một bữa vậy no ngon quá à. Mừng lắm. Sao tôi nói gì? Tôi nói là khi ăn được bữa này tôi mừng lắm. Mừng lắm nào hả? Giờ đâu có được ăn đâu, toàn là bị xua đuổi, bị đánh đập không à. Bữa nay là tháng 10, đầu tháng 10 thì nếu mà cô nói là cô lên rằm tháng 7, vậy là cô lên tháng rằm tháng 8, rằm tháng 9, vậy là cô lên 2 tháng mấy rồi là không có được ăn gì luôn. Không, không ăn được cái gì hết á. Bởi vậy mày đâu quen mày cái áp chứ. Rồi nè, bây giờ như lúc nãy tôi có nói đó thì tôi cũng muốn biết thêm về cái những cái việc mà nó xảy ra trước khi mà cô mất, rồi cô mất vì cái lý do gì mà lại bị đọa địa ngục ở tầng thứ 9, cũng như là vì cái lý do gì mà cô lại bị quỷ sai cắt lưỡi, thì cô có thể kể cho tôi nghe được không? Cũng tại hồi đó tôi lẻo mép, tôi học thêm học bớt, tôi đâm chọt những gia đình người ta, rồi cho nên tôi mới bị sát hại, mới xảy ra sự việc như vậy. Cô có thể kể rõ hơn một xíu không, là cô đâm thọt, cô nói học thêm học bớt, là cô nói những cái vấn đề gì và cô nói với những ai? Hồi đó đó, vợ chồng của tôi á, cơm không lành canh không ngọt á, rồi á chửi lộn quýnh lộn tối ngày, rồi cái đường ai nấy đi. Mà lúc đó hai chồng tôi chưa có đứa con nào hết á. Chồng tôi bỏ đi á, có vợ khác, còn tôi á ở vậy đó. Rồi tôi á cũng tập nhiều chuyện nữa, tôi đi giờ sớm nó nghe chuyện gì á là một tôi đồng trăm, trăm tôi đồng ngàn vậy đó. Rồi người ta cũng ghét bỏ, người ta cũng chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi tánh nào tật nấy không có bỏ được. Bữa đó đó đi làm chung với nhỏ kia kìa, cái nó khoe chồng của nó là tặng quà tặng cáp rồi á, làm á sinh nhật rồi nấu ăn nó uống được cho vợ, thương vợ dữ lắm. Tôi nghe con nhỏ đó nói chuyện là cái kiểu cách nó phách lắm, nó sặc lắm. Rồi tôi mới ghét đi, tôi nói ừ được, mày á phải đợi đấy, tao đâm tao chọt nó cho gia đình mày tan nát nè. Rồi tôi mới có dịp á, tôi mới gặp chồng của con nhỏ đó đó. Rồi tôi đâm tôi chọt, tôi nói nó đi ra đi mặn á, mà nó cặp thằng này cặp thằng kia á. Rồi nó mấy bữa sau á, vợ chồng nó cãi lộn quánh lộn quá trời luôn. Rồi chồng nó quánh nó quá, nó tức vậy đó. Nó nói là nó không có, rồi nó tự giận nó chết luôn. Rồi tôi mới cái cặp vợ chồng già kia nữa, mà họ cũng thương nhau lắm, ở trong á dù nghèo nhưng mà người ta thương nhau dữ lắm. Ủa mà bả thì á, cái tật bả nổ, bả nghèo mà bả đi nói cái này kia không à. Rồi á, tôi mới ghét, tôi mới kiếm ổng á, tôi nói á là bả bữa đó đó tôi thấy á, vợ của ông á nói chuyện với cái ông nào sồn sồn á, mà ổng đưa tiền cho bà
cầm tiền rồi á, ông hôm ông hung bà nữa. Ông đó, làm sao ông làm chứ, để ông mất vợ ông đó nha. Ông có ông giữ bà đi chứ bà tính đào hoa dữ lắm đó. Ông mà ông giữ là rồi á, coi như là ông ở giá đó. Hai vợ chồng cự lộn với nhau rồi xô xát với nhau, xong rồi á bà bỏ về quê, không có ở với ổng nữa. Phải á, tôi thấy ghét á cho nên tôi mới đâm chọt vậy đó. Rồi còn có một trường hợp nữa, hai chồng á của thằng đó nó sống cũng hạnh phúc lắm. Tôi á, tôi thấy á họ hạnh phúc á, tôi ganh tị. Cái thằng đó nó đẹp trai, nó cưới con vợ rồi xấu quắc à, đen thui à. Tôi á mấy á đâm chọt, nói là con vợ của mày á xấu quá mà mày chịu làm chi vậy. Rồi nói hồi đó cái quá khứ của nó á, là nó cặp thằng này gặp thằng kia, mấy thằng rồi đó, và mới tới lượt mày á, mày nhào vô nó, mày đổ vỏ nó, mày không biết gì hết trơn rồi mày ngu quá à. Rồi nó tôi đâm chọt nhiều thứ nữa. Rồi đó cái nó tức đi, nó nói để á tao về tới số nó với tao. Mà không ngờ con vợ nó đi làm về nó nắm đầu nó quánh quá trời luôn. Rồi á hai vợ chồng á mấy mâu thuẫn không có hàn gắn được á, rồi á nó cũng bỏ đi luôn. Rồi thằng này á nó mới á tới nó năn nỉ về, nhưng mà con nhỏ này nó giận rồi, nó không có về. Xong rồi cái thằng này nó mới tức đi, nó mới á nghe á là hàng xóm nói á, nói sao mày á cự cãi với vợ mày chi vậy, nó hiền dữ lắm, nó chịu làm dữ lắm, chịu thương chịu khó nữa, nó thương mày mà sao mà mày đi nghe lời ai mà mày á lại hành động như vậy. Rồi á thằng đó nó nói á nghe lời tôi. Tôi tên là Lệ, tôi nghe cái con Lệ á nó nói vậy đó. Rồi mấy người đó mới nói á, trời ơi mày á nghe hay không nghe, nghe trúng cái con nhỏ đó, mày thấy không, cái môi nó mỏng đó, nó chiên da nó đi đâm chọt cho gia đình người ta tan nát, nó phá gia can của người ta đó. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng mà người ta mất mạng rồi, người ta thôi với nhau đổ vợ đủ thứ đó. Mày quá quắc lắm rồi, mày mau đi xuống mày năn nỉ mày rước vợ mày về đi, mày đừng có nghe lời cái con nhỏ đó nữa. Rồi vô con nhỏ đó là bán trời không mời thiên lôi đó. Nhỏ nó ác tâm địa, nó hiểm sâu lắm, mày đừng có nghe lời nó. Rồi cái thằng đó nó mới tức đi, nó mới chạy tới nhà tôi nè. Rồi nó dắt cái cây nó dí tôi, nó dí quá trời dí luôn. Rồi tôi chạy rồi dí mà nó chửi, cái con quỷ cái mày đứng lại, cái gia đình tao đang hạnh phúc mà mày phá, để rồi á gia đình tao tan nát, vợ chồng á mỗi người mỗi nơi, mày ác lắm, tại sao mày ác dữ vậy. Rồi nó tức điên tiết lên á, tôi chạy quá trời tôi chạy luôn, biết rồi tôi chạy đâu có nổi đâu. Rồi á thằng đó nó dí tới đó, gặp đường cùng rồi, tôi liều quá, tôi nhảy xuống sông tôi tính lội qua bờ bên kia. Nhưng mà lội gì được, tôi đâu có biết lội đâu, tôi liều quá tôi nhảy xuống dưới rồi tôi ngợp nước tôi chết luôn. Rồi chết rồi xong là bị bắt xuống dưới luôn. Phải, tôi bị bắt xuống dưới nhà mới tầng chính á, rồi quỷ sai á cắt lưới tôi. Rồi á hành hạ đánh đập tôi, nước sôi á mà tạt tôi, xong rồi á nấu cái chảo dầu lên vậy đó cho nóng á, rồi xô cái hồn tôi vô đó đó. Rồi tôi khổ dữ lắm, rồi tôi bị tra tấn biết bao nhiêu á, đòn roi mà nói. Lúc đó là cô được nhiêu tuổi rồi? Lúc đó tôi có 27 tuổi nè, hồi lúc mất á. 27 tuổi là cái nhận thức về cái những cái việc làm của mình nó đã có rồi, mà tại sao cô lại cái nhận thức cô kém dữ vậy? Tại tôi suy nghĩ cái gì tôi làm cái nấy không à, tôi vướng bệnh á, rồi tôi cũng ghen ăn tức ở với những cái cặp gia đình hạnh phúc á, tại gia đình tôi tan nát rồi á, tôi muốn phá cho banh chành vậy đó. Mà không ngờ tôi nhận cái hậu quả thiệt là cay đắng mà. Bây giờ mình sau khi mà mình nhận được cái hậu quả, cái kết cục nó đắng như vậy đó,
Bây giờ mình có biết hối lỗi chưa? Còn chứ giờ không, tôi thoát lên đây được, tôi ăn năn hối lỗi lắm vậy. Tôi không có dám gặp mặt người Dương, tôi sợ lắm, tôi trốn tránh không à. Bây giờ cô hối lỗi rồi, giờ cô có muốn là được chuộc lại lỗi lầm đó không? Muốn, muốn, tôi muốn lắm chứ. Rồi, bây giờ như vậy nè. Như lúc nãy tôi có hứa với cô đó. Thì sau khi mà tôi cúng kiến cơm nước để cho cô ăn xong đó, thì tôi sẽ giúp cho cô đi về chùa để mà cô tu. Tu ở đây đó, là tu theo giáo lý nhà Phật, tu cái lòng từ bi của mình. Đó. Để mà mình tích phước đức mình đi đầu thai. Đó là một chuyện. Còn một chuyện khác mình tu ở đây để mình biết được cái luật nhân quả nó sai đúng ở đâu và nó hiện hiện như thế nào. Để mà mình biết mà mình tránh mình né rồi mình không có làm những cái việc đó. Và mình tu thêm ở đây nữa đó là để mình tích phước đức. Mình tu tâm sửa tánh để mà mình sửa chữa cái lỗi lầm của mình, những cái việc làm mà trước đây mình đã sai. Đó. Như vậy á thì khi cô tu hành nó thành công rồi đó thì cái con người của cô, cái dòng hồn của cô nó mới có đủ đức độ, đủ lòng từ bi. Đó, khi mà được như vậy cô sẽ không làm những chuyện sai quấy nữa thì cô mới có được cái cuộc sống nó thanh tâm an lạc. Đó, cô hiểu ý tôi nói Hiểu, tôi hiểu chứ. không? Rồi, nếu mà hiểu thì bây giờ hãy chắp tay lên đi rồi đi về chùa tu đi, tôi giúp cho. Được, được, tôi chấp nhận, tôi chịu đi á. Rồi, chắp tay lên, niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi. Nam mô Di Đà Phật. Dạ rồi, cả nhà. Ngày hôm nay khi Ly Chung đưa cả nhà mình quay trở lại ngay chỗ hai cái căn nhà hoang này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để giúp đỡ. Thì như cả nhà mình có xem video thì cả nhà mình cũng đã thấy rồi. Đó, thì ngày hôm nay khi mình đưa Ly Chung đưa cả nhà mình đi đến đây thì gặp được một vong linh nữ và có một cái câu chuyện rất là đáng để cho chúng ta xem và rất đáng để cho cái lớp trẻ xem để mà suy nghĩ là bản thân của mình. Như cái cô gái này đó, thì ghen ăn tức ở với những người xung quanh, thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, thấy gia đình người ta đầm ấm thì ghen ăn tức ở, bắt đầu đi đâm thọc, đi chửi rủa, đi nói này nói kia khiến cho gia đình người ta tan nát, thì cuối cùng lại lãnh cái hậu quả là bị đọa địa ngục ở tầng thứ 9 và bị quỷ sai cắt lưỡi. Đó, khổ không? Chỉ vì một chút cái sự ghen ăn tức ở của mình đặt điều mình nói xấu những người xung quanh, đặt điều nói xấu người ta. Mà trong khi đó mình cũng là những cái thành phần nó cũng chưa biết, chưa chắc là đã tốt đẹp, cho nên mình ghen tức ở người ta như vậy, chính mình tạo cho mình cái khẩu nghiệp nó, để rồi cuối cùng phải nhận lãnh cái hậu quả nó đắng cay. Rồi thì đến đây thì thông qua cái clip này thì mong rằng lớp trẻ sẽ xem được và sẽ nhận ra được cái nghiệp, khẩu nghiệp nó như thế nào. Rồi, thì đến đây Lê Trung xin phép khép video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.